Kính thưa cộng đoàn, đoạn tin mừng mà Thánh Matthew vừa thuật lại cho chúng ta kể lại một cái câu chuyện này, xem chừng ra rất là đời thường mà cũng rất là bình thường. Sau những ngày tháng đi theo Chúa Giêsu, thì các môn đệ cũng hỏi Chúa Giêsu cái tâm tình rất tự nhiên: Thầy ơi, con hỏi thầy nè, bây giờ thầy đi rao giảng nước trời, thầy đi rao giảng nước Thiên Chúa, thì thầy cho con biết đi, ai là người lớn nhất trong nước trời, ai là người lớn nhất trong nước của Thiên Chúa, thầy nói cho chúng con biết đi. Và không như người ta nghĩ, không như người đời nghĩ, Chúa Giêsu trả lời mà xem chừng ra chúng ta hết hồn, và chắc có lẽ các môn đệ cũng hết hồn. Chúa Giêsu không hề nói ông này bà nọ, người có học thức, người có chức quyền là cái người lớn ở trong nước trời, mà rồi Chúa Giêsu lại nói trẻ nhỏ lại là cái người lớn nhất trong nước trời. Có lẽ các môn đệ cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên trước cái câu trả lời đó. Nếu anh em không trở lại như trẻ nhỏ thì anh em không được vào nước trời. Nếu anh em không có trở nên như con nít ấy, thì không được vào nước trời. Nếu mà chúng ta hiểu theo cái ngữ nghĩa bình thường thì chắc có lẽ Chúa Giêsu bất thường. Bởi vì nước trời khi ấy dành cho trẻ con, nước trời khi đó toàn là con nít không à. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái sâu xa, cái điều bên dưới mà Chúa Giêsu nói nước trời dành cho những con người bé mọn như trẻ con, như con nít. Chúng ta là cha, là mẹ, hay là chúng ta tiếp cận với con nít đó, chúng ta có cái cảm nhận rất rõ về con nít. Ở cái tuổi thơ, chúng ta nhìn lại, trẻ nhỏ nó dễ thương vô cùng. Chúng ta thường biết rồi, cái bản chất, cái bản tính của con nít nó là gì? Là ngây thơ, vô tư. Con nít nó không hề tính toán, con nít nó không hề hơn thua, con nít nó cũng chẳng biết nói hành nói xấu, nó không hề toan tính để mà hại ai hết. Con nít như tờ giấy trắng trong cái đầu của nó, nó dễ thương lắm, nó chơi với bạn, đôi khi thì cũng giận hờn, đôi khi thì cũng xích mích nhau bởi vì là giành đồ chơi, thậm chí giành đồ ăn với nhau. Nó nghịch ngợm, nó chơi với nhau, đôi khi nó giận nhau một tí xíu thôi, nhưng mà rồi sáng hôm sau là nó vui vẻ, nó không hề nhớ đến một cái gì cả. Ngày mai nó lại chơi với nhau lại, nó không hề giận hờn, nó không hề toan tính, nó không có âm mưu. Ý Chúa nói là như vậy. Và đặc biệt chúng ta thấy nơi trẻ con, một đứa trẻ hoàn toàn nó không làm ra được cái gì cả, nó không nuôi thân được nó, thậm chí đồ ăn phải bới, rồi có những đứa là cha mẹ là phải mớm cho nó nữa, phải múc cho nó, rồi phải đưa vào miệng cho nó nữa. Để chúng ta thấy nơi cái trẻ con đó, nó dường như là nó bất lực, nó không có một cái gì gọi là chủ động trong cuộc đời của nó, và nó phó thác hoàn toàn cuộc đời của nó trong tay của cha mẹ, trong tay của người lớn. Không biết mỗi người còn nhớ cái hình ảnh mình còn con nít không? Ma thì ma vẫn còn nhớ cái tuổi trẻ, cái tuổi thơ của mình.
Mỗi ngày mẹ đi chợ về, nghèo thì nghèo, nhưng mà trong cái giỏ đi chợ về của mẹ là thế nào cũng có một bịch chè, có vài cái bánh. Đó là cái tình của người mẹ dành cho con cái, và cái sự chờ mong, cái sự tin tưởng nơi tấm lòng của người mẹ từ phía của những đứa con. Chúng ta thấy những đứa trẻ nó dễ thương vô cùng, hoàn toàn vâng phục, hoàn toàn tín thác, hoàn toàn vâng lời, hoàn toàn nghe lời cha mẹ, và đặt để cuộc đời của mình trong tay của cha mẹ. Thì chúng ta thấy những cái đôi mà hôn nhân đó, ngày xưa đó thì người ta vẫn nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Con cái ngày xưa nó dễ nghe lời cha mẹ. Còn bây giờ nó ỷ nó lớn, nó cao, nó to, nó giỏi, thì ngược lại là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Cái thái độ sống nó ngược lại với ngày xưa. Và chúng ta thấy con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, thì chúng ta thấy cái tình trạng của đời sống hôn nhân ngày hôm nay nó như thế nào khi mà con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Cái ngày xưa cái thời ông bà của mình là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì hình như là cái tình trạng ly hôn nó không bằng như bây giờ. Trở lại với tuổi trẻ, với tuổi thơ, chúng ta thấy đó, nó sống hiền hòa, nó sống yêu thương, nó sống phó thác. Đó là cái hình ảnh của những người ở trong nước trời. Và chắc chắn trong nước trời sẽ không có những con người kiêu ngạo, sẽ không có những con người tự cao tự đại. Chắc chắn chúng ta nhớ đến lời kinh Magnificat mà mẹ Maria đã nói khi mà sứ thần truyền tin cho mẹ: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Đức Chúa là đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn mà người đã đoái thương nhìn đến. Đó là một tâm hồn tuyệt vời để diễn tả một sự khiêm nhường, một cái sự phó thác, một cái sự tín thác cuộc đời của mình trong bàn tay của Chúa. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria, điểm son nhất cuộc đời của mẹ đó là sự tự hạ: tôi chỉ là nữ tỳ của Chúa thôi, xin cứ làm cho tôi những điều như sứ thần nói. Cuộc đời của chúng ta xem chừng ra nghe nhiều, biết nhiều lắm, nhưng mà có điều không biết điều. Chúng ta nghe nói nhiều, chúng ta đọc nhiều lắm, nhưng mà cái ranh giới của cái sự khiêm nhường, cái sự khiêm hạ và cái sự kiêu ngạo nó rất là mong manh. Chúng ta cứ để ý đi, trong cuộc đời chúng ta dễ bị vướng vào cái sự kiêu ngạo lắm. Chúng ta dễ tự cao tự đại. Chúng ta đẹp, chúng ta giàu, chúng ta có trình độ, chúng ta có quyền, chúng ta có danh vọng, chúng ta có địa vị cao hơn người khác. Trong gia đình, nếu như không có tôi thì gia đình sẽ mất đi một cái điều gì đó rất lớn. Không có tôi thì công việc đó nó không hoàn thành. Trong một cộng đoàn tu cũng vậy. Tôi là ngôi sao sáng nhất trong cộng đoàn tu, bởi vì tôi giỏi nhất, tôi tài ba nhất, tôi giảng hay, tôi có tài, tôi nói này nói nọ hay và nhiều người đi theo tôi. Trong một giáo xứ cũng vậy. Tôi ở trong cái hội đoàn này, tôi ở trong cái hội đoàn kia, mà cái hội đoàn của tôi là nhất. Trong ca đoàn cũng vậy, cái giọng ca của tôi là hay nhất, còn cái người kia thì không hát hay bằng tôi. Đi đâu cũng vậy hết, chúng ta cũng thấy nhan nhản cái sự kiêu ngạo. Tôi đây là đẹp nhất, tôi đây là giàu nhất, tôi đây là sang nhất, tôi là cái gì cũng nhất hết. Đó là cái cám dỗ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta dễ rơi vào cái cám dỗ đó. Xin lỗi, đẹp thì cùng lắm 30 rồi, còn hơi đẹp đẹp tí, 35 là bắt đầu nó rớt rồi, 40 là bắt đầu nó có nếp nhăn rồi, 50 là bắt đầu nó hơi nhăn nhăn rồi, 60 là nó khá nhăn rồi, 70 là nó cực kỳ nhăn, và 80 là chuẩn bị xuống lỗ rồi. Chẳng có ai mà đẹp vĩnh cửu cả. Đồng tiền cũng vậy, nay còn mai mất. Quyền lực danh vọng cũng vậy, nó mới một lúc nào đó nó sẽ hết thôi. Nhưng mà con người ta dựa vào những cái đó để người ta kiêu ngạo, để người ta kiêu hãnh với người khác. Con tôi học giỏi lắm,
con tôi đạo đức lắm, con tôi hay lắm. Nhưng mà thực chất có đạo đức thật hay không, hay chỉ là đạo đức bề ngoài? Con tôi giỏi về kiến thức, về kiến thức xã hội, về địa vị. Con tôi làm lương cao lắm, nhưng mà con tôi có lui tới nhà thờ hay không? Con tôi có giữ đạo hay không? Con tôi có sống một cái tinh thần đạo đức hay không? Đó mới là điều quan trọng trong cuộc đời. Mình cứ chạy theo người đời, mình cứ hơn thua và mình cứ tự cao tự đại thế này thế kia. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó vẫn là cái sự khiêm tốn, cái sự tín thác cuộc đời của mình trong bàn tay của Chúa. Cái điều quan trọng mà mỗi người chúng ta cần ý thức, đó chính là cái mạng sống của chúng ta, đó chính là cái sức khỏe của chúng ta. Không ai nắm giữ cái mạng sống của mình được, mình chỉ là cái người quản lý thôi. Chúa mới là chủ cái mạng sống của chúng ta. Thế nhưng mà nhiều lần nhiều lúc chúng ta cứ tự cao tự đại, chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta khỏe mãi, chúng ta sống mãi. Không có đâu. Cái sự sống, cái sức khỏe đó là quyền của Chúa định đoạt nơi cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta lại đánh mất đi cái sự khiêm tốn tín thác cuộc đời của mình vào tay Chúa để mình kiêu ngạo. Vinh hoa phú quý, đẹp, quyền lực. Nhưng mà đến khi Chúa gọi về rồi thì tất cả những cái đó nó bằng không. Trước mặt Chúa nó chẳng là gì cả. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn nhìn vào hình ảnh của những đứa trẻ sống với cha mẹ, để chúng ta sống với Chúa cái tâm tình ấy. Đó là cái tâm tình khiêm tốn như trẻ nhỏ, cái tâm tình đơn sơ như trẻ nhỏ. Xin cho chúng ta luôn luôn tín thác vào Chúa, trao phó cuộc đời của chúng ta vào tay Chúa. Xin cho chúng ta có một tâm hồn thơ ngây để phó thác, để tín thác. Và xin cho chúng ta như trẻ nhỏ, đừng nói hầm nói xấu người khác, đừng mưu mô tính toán hại người khác. Cứ hãy để cho Chúa gìn giữ, cứ hãy để cho Chúa dẫn dắt cuộc đời của mỗi người chúng ta, như trẻ thơ nép vào lòng của mẹ, tựa vào Chúa Israel ơi. Như trẻ nhỏ nép mình vào lòng mẹ, chúng ta hãy nép mình vào trong cuộc đời của Chúa như những đứa trẻ vậy.